Hello, xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi coi xe VinFast. Đây là Honda. Kế bên là hãng xe VinFast. Và dealership. Đây là VinFast dealership ở thành phố San Francisco. Ở đây có hơn 100 chiếc xe. Xe VinFast. VinFast VFA. Để coi bao nhiêu tiền một chiếc. $54,000. VA VFA Plus. Bên kia là Honda, hãng xe Honda. Bên đây là VinFast. Ở đây có hơn 100 chiếc á. Bên kia là CarMax, bán mấy cái xe cũ, xe second hand.